Chào mừng các bạn quay lại với kênh của Điện Thoại Shop. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay màn hình của con iPad Gen 7 2019 nha các bạn. iPad 10.2. Con này khắc xài rất bãi kính, bãi luôn màn hình nha các bạn. Này mình phải thay nguyên bộ, thay luôn mặt kính cảm ứng với màn hình hiển thị. Rồi các bạn thấy khắc xài rất cắn bãi góc. Các bạn giờ kỹ thuật sẽ tiến hành tháo máy ra để mình thay nha các bạn. Con này thì cũng tháo giống như những con máy khác, mình cò nóng xung quanh rồi mình dở cảm ứng lên thôi. Cái này con này thì màn hình với cảm ứng nó sẽ rời chứ nó không có ép chung giống như những dòng E2 hay là iPad Pro nha các bạn. Nên nó sẽ dễ thay hơn là những dòng đó. Giờ mình sẽ tiến hành mình tháo xung quanh trước, keo nó sẽ dán xung quanh. Mình sẽ tháo cái xung quanh cảm ứng xung quanh trước rồi mình sẽ tháo tới màn hình. Còn những dòng mà nó dính chung mình chỉ cần tháo cảm ứng là nó sẽ lên màn hình luôn. Còn những dòng cảm ứng rời giống vậy thì mình sẽ tháo cảm ứng trước. Rồi mình tháo cái màn hình sau các bạn. Cái góc nó chấm keo luôn các bạn, nên nại các bạn nại kỹ có nại. Cái chỗ cái chụp màn hình với cảm ứng nó cũng giống như mấy dòng iPad khác rồi, nó có một cái miếng để chìm chặn tháo ra. Con này nó xài cái phím nhận tay của nó là một cọng dây kết nối vô main luôn nha các bạn. Nó không giống như những con iPad E2 hay những con iPad Pro khác. Nó xài kết nối vô màn hình, cái này nó sẽ xài kết nối vô main. Này mình sẽ tháo luôn cái phím nhận tay ra nha các bạn. Mình sẽ tiến hành mình gắp cảm ứng với màn hình vô. Tiến hành gắn socket màn hình vô nha các bạn. Told myself to push and never stop. I've been stressed out watching both these hands around the clock with my eyes wide trying to get the panorama shot. Tiến hành gắn cái chiều chụp socket màn nha. And remember that the world's yours. Do it how you want. You've been waiting here for too long. Think it's time for you to move on. Realize that there's realizing these real times will be strong. Right before my eyes, watching all this time slip by.
Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. And we're flying so close to where we belong, and we're trying to go somewhere new. Open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher. Till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting higher. Till it feels like I can walk through fire. Rồi tiến hành mình dán cái mặt kính cảm ứng xuống nha các bạn. Thay xong rồi sắp lại như cũ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở clip khác.